Thưa quý vị, năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, đó là nhận xét của nhiều người dành cho anh Lê Văn Thông, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thủy sản, xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ. Anh được biết đến là một trong những tấm gương tiêu biểu về sản xuất kinh doanh giỏi, giúp bà con nông dân địa phương vươn lên thoát nghèo. Xuất thân từ ngành nuôi trồng thủy sản của trường Đại học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, sau nhiều năm kinh nghiệm đi làm cộng với những kiến thức vốn có, anh đã triển khai nhiều mô hình chăn nuôi phù hợp với địa phương. Hiện tại, anh đang nuôi trên 7.000 con ếch giống và thương phẩm với phương thức nuôi trên bể bạc và cắm vèo dưới ao, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả. Đối với những cái mô hình á, thì có những cái đặc ưu điểm riêng và nhược điểm riêng. Thì ví dụ như cái mô hình cắm vèo dưới ao như vậy, thì mình có thể kết hợp với con cá. Thì con cá ăn những cái sản phẩm thải của con ếch ra, thì con cá nó phát triển, rồi mình lợi nhuận từ con cá nữa. Mình sẽ lợi nhuận được hai phần. Còn đối với những cái hồ mình nuôi trên hồ bê tông, hồ bạc á, mình nuôi trên gò á, thì nó có cái lợi là mình dễ kiểm soát bệnh, dễ lựa hơn. Đó, dẫn đến đầu con mình có hơn. Để có được các mô hình chăn nuôi mới, giúp sản phẩm của xã viên có đầu ra ổn định, anh Thông không ngừng nghiên cứu, tìm tòi học hỏi từ những chuyến đi thực tế hay các khóa tập huấn tại khắp các tỉnh thành. Hiện sản phẩm của hợp tác xã đã có chỗ đứng vững trên thị trường trong và ngoài nước. Thì cái hợp tác xã mình đã liên kết được với lại 3 công ty xuất khẩu. Thì nên hiện giờ đầu ra cái ếch rất là ổn định. Mình cái hàng mình nó được xuất khẩu châu Âu. Trước khi xuất khẩu thì mình tiến hành test kháng sinh. Khi mà kiểm tra kháng sinh đạt rồi thì mình tiến hành thu gom lại cho công ty xuất khẩu, sơ chế và đóng gói đông lạnh. Hiện nay thì mẫu ếch đang đạt mẫu xuất khẩu thì nó có hai đơn. Một đơn hàng là mẫu lớn là từ 3 đến 5 con một ký. Và một đơn mẫu nhỏ nó không dao động từ 7 đến 15 con một ký. Giá hiện giờ đang thu mua tại hầm là thường dao động từ 38 đến 70 ngàn ký. Tùy theo thời điểm. Thông đây làm việc rất là nhiệt tình, coi như đầu tư cho các anh em nông dân ở đây làm thì tôi thấy có hiệu quả đó. Hợp tác xã này anh Phong tạo công an việc làm cho địa phương mình rất tốt. Nói chung là rất là tốt, vấn đề là ví dụ quan sát nó lớn về là về tạo giống má rồi tất cả các cái nó là sản phẩm rồi kia cung cấp đầy đủ. Thực hiện tốt trong việc phát triển kinh tế và các hoạt động an sinh xã hội tại quê nhà, anh Lê Văn Thông nhiều năm liền được các cấp địa phương biểu dương và khen thưởng. Hy vọng với sức trẻ, anh sẽ luôn tìm tòi ra nhiều mô hình mới, góp phần đưa hợp tác xã ngày càng vươn xa hơn.